Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em, Việt Nam là một trong 16 nước có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Suy dinh dưỡng ở trẻ em nếu không được can thiệp kịp thời sẽ gây ra những vòng lặp bệnh lý ở trẻ như biếng ăn, thấp còi, suy giảm miễn dịch và chậm phát triển trí tuệ. Thiếu hụt các chất dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dinh dưỡng cho nhóm trẻ này cần có năng lượng cao, đạt chuẩn trong 100ml cung cấp 100kcal năng lượng. Là một sản phẩm đạt chuẩn khuyến nghị WHO, Hanekit với nguồn năng lượng cao gấp 1,5 lần so với sản phẩm thông thường, được các bác sĩ nhi khoa khuyên dùng cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, còi xương, suy dinh dưỡng từ 1 tới 10 tuổi. Đặc biệt, Hanekit sử dụng nguồn canxi nano kích thước siêu nhỏ, dễ hấp thu, giúp trẻ cao lớn, bắt kịp đà tăng trưởng. Cùng nguồn sữa non colostrum giàu kháng thể giúp trẻ tăng sức đề kháng tự nhiên. Hàm lượng DHA cao vượt trội cùng với acid folic giúp trẻ phát triển não bộ, tăng khả năng học hỏi. Bên cạnh đó, việc bổ sung kẽm gấp 5 lần có vai trò đặc biệt quan trọng giúp trẻ ăn ngon, tiêu hóa khỏe. Không chỉ đột phá về công thức dinh dưỡng, Hanekit còn được đảm bảo với các tiêu chuẩn chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000-2005 và các nguyên liệu được nhập khẩu từ Mỹ và New Zealand, mang lại một giá trị chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Ngoài việc chăm lo dinh dưỡng cho trẻ, mẹ cần theo dõi thường xuyên biểu đồ cân nặng và chiều cao của trẻ hàng tháng để đánh giá kịp thời. Mẹ cần lưu ý nếu 3 tháng liên tục trẻ không tăng cân. Để làm được điều này, cách đơn giản nhất là mẹ có thể truy cập phần mềm Nhân Trắc NutriCare như sau. Bước 1. Truy cập vào trang web nutricare.com.vn. Bước 2. Trong mục Khoa học dinh dưỡng, bạn chọn mục Đánh giá Nhân Trắc. Bạn sẽ link đến phần mềm đánh giá tình trạng nhân trắc cho trẻ. Bước 3. Có 3 cách để bạn có thể đăng nhập vào phần mềm. Đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc đăng ký thông tin. Bước 4. Sau khi đăng nhập vào, bạn điền đầy đủ các thông tin cân nặng, chiều cao và ngày sinh của trẻ. Sau đó bấm kết quả sẽ đánh giá tình trạng trẻ của bạn. Lưu ý, phần mềm sẽ lưu trữ thông tin của bé qua các giai đoạn phát triển nên mẹ dùng cùng một phương thức đăng nhập cho các lần đánh giá. Với việc đảm bảo một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt và theo dõi cân nặng thường xuyên cho bé, Hanekit giúp mẹ yên tâm đánh bay thấp còi cho bé, bắt kịp đà phát triển.